Cảm ơn nhóm múa những con lăng quăng. Nhờ nhóm múa những con lăng quăng lên đây nhảy và quẩy cùng với Tùng trên bộ không khí rất là vui. Xin mọi người dành cho nhóm múa những con lăng quăng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người nha, nói cho vui thôi. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những tràng pháo tay và sự cổ vũ rất nhiệt tình của tất cả mọi người đã dành cho Tùng tối nay. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại lần sau. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của ca sĩ Văn Anh Tùng rất nhiều ạ. Chương trình của